Well, hello. Chắc hẳn mấy bạn đang kiểu what the fuck? Cái đéo gì thế này? Đúng không? Đúng không? Đúng Well, thiệt ra mà nói thì tôi cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu hết á. Nhưng mà các bạn hãy ngồi xuống để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một hành trình tự học làm game của tôi sau gần 2 tháng. Câu chuyện nó bắt đầu như thế này nè. Vào một ngày đẹp trời khi mà tôi với mấy thằng bạn tôi đang ngồi trong Discord chơi á, thì tôi nói vậy nè: "Ê tụi bay, tìm game gì chơi không? Tìm cái gì vui đó chơi." Rồi tụi nó nói: "Có game đéo gì đâu mà chơi." Ngay tại cái thời điểm đó, trong đầu tôi suy nghĩ rằng như thế này nè: Sao mình không thử tự học và làm một con game xem sao? Với background là một thằng sinh viên IT đầu năm 3 như mình á, thì chắc không có gì làm khó được mình đâu ha. Nhưng rồi các bạn biết làm sao không? Cuộc đời nó tái ngay mặt mình cái bóp luôn. Cái việc làm game á, nó cực kỳ khó, nó rất là khó. Và nó đòi hỏi các bạn phải tự học rất là nhiều. Mình nhấn mạnh nha, tự học rất là nhiều. Nghe có vẻ hơi khó tin đúng không? Nhưng mà các bạn cứ coi tiếp đi rồi sẽ hiểu. Và rồi sau 2 tuần tìm hiểu thì mình cũng làm được một vài con game đơn giản như thế này. Nhưng mà mình vẫn chưa hài lòng cho lắm, tại vì những cái game này đều là game 2D và thứ mình cần là 3D. Ý mình là game 3D như này nè. Và rồi mọi thứ được bắt đầu với một mặt phẳng dài vô tận như thế này nè. Và cùng với Tèo, một người bạn thân thiết của mình. Tèo. Ok, hợp lý hơn rồi nè. Nhưng mà đây chính là lúc khó khăn nè. Làm sao mà để cho thằng Tèo nó thông minh hơn? Nói cách khác thì làm sao để điều khiển được thằng Tèo này? Và đây chính là lúc mà mình phải dùng kỹ năng lập trình của bản thân nè. Rồi sau một thời vật lộn thì đây là kết quả. Nhưng mà mình muốn game này là game góc nhìn thứ nhất, nên là mình tự biến bản thân mình thành thằng Tèo luôn. Mà đã gọi là game góc nhìn thứ nhất á, thì phải cần có vũ khí đúng không? Vậy thì xin giới thiệu với các bạn khẩu súng 3D đầu tiên của cuộc đời mình. Thôi tạm chấp nhận vậy đi nha. Cái mình thấy nó hơi thiếu thiếu. Thế là mình làm thêm một cái súng AK. Rồi mình làm thêm một cái bộ gear mà giống trong Attack on Titan đó. Sau đó thì mình học và tập làm animation cho cái súng để nhìn cho đỡ cứng. Ngoài ra thì mình còn làm thêm mấy dây đu cho cái bộ gear đó, để thằng Tèo nó có thể đu vòng vòng quanh map được. Tính ra thì các bạn thấy khá là dễ đúng không? Nhưng mà thực sự thì cái quá trình này tốn mình khá khá nhiều thời gian á. Mà cuối cùng thì mình cũng đạt được kết quả như thế này. Nhưng mà nói thật với các bạn thì cái súng lục, cái súng AK và cái bộ gear thì về cơ bản á, tụi nó giống như mấy cái hộp á, được gắn lại với nhau xong rồi đổi màu thôi à. Đơn giản vậy thôi. Và đó là lý do tại sao thứ kế tiếp mình cần phải học chính là Blender. Nó ngắn gọn thì Blender là một phần mềm chuyên về đồ họa 3D. Và cái lý do mình phải tự học cái Blender này đơn giản là mình muốn game mình đẹp hơn. Mình muốn tạo được những cái mô hình 3D đẹp hơn thôi. Thì cái việc tự học phần mềm này á, nó ngốn khá là nhiều thời gian. Nhưng rồi mình cũng vượt qua được và tạo ra những mô hình mà mình cho là có thể chấp nhận. Sau khi mà mình làm được những mô hình súng đầu tiên rồi đó, thì mình tiếp tục làm những con quái. Và cái nhân vật đầu tiên của mình chính là những con kiến. Chắc mấy bạn sẽ kiểu: "Ủa, sao mày lại làm con kiến? Sao không làm mấy con quái vật to to, khủng khủng, đáng sợ hơn đi chứ?" Thì câu trả lời ngắn gọn đơn giản là tại vì mình ngu. Mà mình ngu thì mấy bạn biết làm sao không? Con kiến nó có 6 chân. Rồi một câu hỏi đơn giản hiện lên: làm sao để cho con kiến di chuyển được? Câu hỏi này nghe khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà để trả lời được câu hỏi này thì nó cực kỳ phức tạp luôn. Và cái khúc này là cái khúc mà mấy bạn sẽ được nghe mình than thở nè. Ban đầu mình cũng như các bạn á, mình kiểu vậy nè: "Gì? Đơn giản vậy mà mày làm được hả? Thì chỉ cần cho nó di chuyển như cái cách mà mày cho thằng Tèo di chuyển thôi." Đúng rồi, đây nè. Thằng Tèo nó di chuyển bằng cách lướt trên mặt phẳng. Nhưng mà còn con kiến á, thì nó di chuyển bằng cách đi trên mặt phẳng. Trời ơi, gì chán vậy?
thì quăng cái animation như là được rồi, thằng này nó non. Đùa thế thôi chứ thiệt sự thì có hai hướng tiếp cận. Cách thứ nhất thì mình vừa mới nói cho các bạn nghe, cái này đơn giản, lẹ hơn cách thứ hai nhiều, nhưng mà có một vấn đề là con kiến nó sẽ lướt trên mặt phẳng. Và cách thứ hai thì nó thực sự phức tạp hơn nhiều, tại vì mình sẽ dùng code để di chuyển từng cái chân. Và đây chính là lúc mà toán học và vật lý học thực sự đập vô mặt mình. Nhưng mà mình cũng không muốn giải thích nhiều, tại vì nếu mà phải nói thì mình nghĩ chắc là mấy bạn sẽ tắt mất cái video này thôi. Nên là mình sẽ cho các bạn coi những clip ngắn về những lần thử nghiệm này. Mấy bạn biết mình tốn bao lâu để làm ra được điều này không? Hơn 2 tuần và hơn cả ngày nhầm code luôn. Nhưng rồi thì kết quả cũng có thể cho là tạm chấp nhận được. Mặc dù khá là tốn nhiều thời gian, nhưng mình cảm thấy không sai lầm khi mình chọn cách thứ hai này. Vì nó giúp mình hiểu thêm rất nhiều thứ về toán và vật lý quan trọng dành cho phát triển game. Sau khi mà mình hoàn thành con kiến thì mình lại tiếp tục làm thêm một khẩu súng nữa. Và khẩu súng này là khẩu súng phóng lựu. Và mình cũng làm bằng Blender luôn. Rồi mình thêm thắt một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như đường đạn nè, cách viên đạn bay, rồi cách viên đạn chạm đất và phát nổ. Đại khái cái mấy cái này thì nó tốn mình khá ít thời gian, tầm 2 ngày để học thôi. Sau đó thì mình còn làm lại cái bộ gear đu đu á, để cho nó đẹp hơn. Ngoài ra mình còn làm thêm một vài tòa nhà để thêm vào game chơi vui thôi, nhưng mà mình vẫn thấy nó hơi kỳ kỳ, nên là có thể là video sau là mình sẽ loại bỏ. Mặc dù kết quả sau 2 tháng tự học làm game của mình có hơi chán, nhưng mà mình nghĩ rằng điều gì cũng cần có sự bắt đầu. Và mình sẽ để lại một vài clips thử nghiệm game và những khoảnh khắc trong quá trình tự học của mình ở cuối video này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình than thở. Nhưng nếu như các bạn thích và muốn xem thêm thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực để làm video mới nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Bye.